Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 6 trong giáo trình Shinkansen Master N3 ngữ pháp. Bài số 6 sẽ có chủ đề là Moshi. Nếu như các bạn còn nhớ thì Moshi ở trong phần N5 chúng ta dùng với mẫu Tara, đúng nhỉ? Dùng để chỉ các giả định. Thì bài số 6 này cũng sẽ học các mẫu câu liên quan đến giả định như vậy. Vậy thì trước khi vào bài ấy, thì Shin sẽ ra cho các bạn một cái bài tập để các bạn làm. Thì hôm sau khi mà học buổi livestream trực tiếp chúng ta sẽ chữa nhé. Đấy là các bạn sẽ phân biệt cho xin C 3 cách dùng này, đó là tara tara này và ba và tô, đúng nhỉ? Tara, ba và tô, cả ba đều mang nghĩa là nếu. Vậy thì cách dùng của nó khác nhau như thế nào thì các bạn về tìm hiểu, và gì nhỉ, trong buổi hôm sau khi mà livestream trực tiếp thì sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào bài luôn. Mẫu câu đầu tiên, nani nani no nara. Nara, nếu như mọi người còn nhớ thì Nara ở trong phần sơ cấp ấy, nó dùng để làm gì đây? Nó chính là cái thể điều kiện của danh từ hoặc là tính từ đối na, đúng không? Ví dụ như là Yasumi Nara, đúng nhỉ? Ryoko shimasu chẳng hạn. Nếu mà được nghỉ thì tôi sẽ đi du lịch. Hay là gì nhỉ? Hima Nara, đúng không? Kaimono suru. Nếu mà rảnh thì tôi sẽ đi mua sắm. Đấy. Thì cái nara này nó sẽ không phải mang tính chất như vậy mà nó sẽ khác đi một chút. Bây giờ chúng ta cùng xem cái câu chuyện nhé, để bước vào mẫu câu. Thì đây là một cậu bé, đúng nhỉ, đang học bài. Đây là ông bố ngồi cạnh giám sát. Cậu bé nói là cậu bé rất là mệt, đúng nhỉ, bảo là gì nhỉ? Tousan mo benkyou shitaku nai. Itsumo tsukarete iru shi, tức là bố ơi, con chả muốn học nữa đâu, đúng nhỉ? Lúc nào cũng mệt, đúng nhỉ? Con lúc nào cũng thấy mệt thôi. Và ông bố trong cái hoàn cảnh đấy thấy vậy, đúng nhỉ, thấy nó nói như thế, bố mới bảo là gì đấy nhỉ? À, benkyou shinai nara, benkyou shitaku nai nara, omae ni ushi o kawaseru yo. Là nếu mà mày không muốn học ấy, nếu mày không học ấy thì tao cho mày đi chăn bò, đúng không? Đấy. Đấy, vậy thì rõ ràng là khi mà dùng cái dạng nara, nó là nếu mà như vậy thì các bạn thấy nó không phải nó đi cùng với lại danh từ hay tính từ đối na nữa, mà các bạn thấy đang đi với gì đây? Đang đi với động từ, đúng không nhỉ? Động từ thể nai. Vậy thì nara này nó mang nghĩa là gì thì chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo nhé. Đấy. Về ý nghĩa này, nó nghĩa là nếu là, nếu mà. Về phần cấu thành, nó sẽ là thể thông thường. Thể thông thường cộng với nara, hoặc các bạn có thể thêm no vào để nhấn mạnh. Thêm no hoặc không cũng được. Trong đó đặc biệt lưu ý là nếu mà tính từ đuôi na sẽ là dạng bỏ na hoặc là dùng daru. Danh từ sẽ là bỏ da hoặc là thêm daru cộng với nara hoặc là nonara. Về phần cách sử dụng này, mẫu câu này diễn tả một điều kiện giả định có ý nghĩa là nếu thực trạng như vậy. Đây, sẽ nhấn vào những chỗ quan trọng nhé. Đầu tiên là điều kiện giả định này. Thực ra nếu mà điều kiện giả định thì cũng sẽ giống tara, đúng không? Thế nhưng mà ý nghĩa của nó này là nếu thực trạng như vậy này, nếu đó là sự thực được dựa trên lời nói của đối phương. Đây, cái này là cái bắt đầu khác này. Dựa trên lời nói của đối phương hoặc là hoàn cảnh lúc nói chuyện nhằm bày tỏ ý kiến, đúng không nhỉ? Bày tỏ ý kiến này, khuyên nhủ đối phương này, hoặc là đưa ra giải pháp. Thì đấy là cái khác biệt so với lại cái gì đấy? So với lại cái tara mà chúng ta đã được học hay là bà chúng ta được học. Tức là sao? Tức là cái này ấy, nó sẽ cần một cái tình huống cụ thể. Nhá, ví dụ này các bạn quan sát này, đây. Đây phải là cần một tình huống cụ thể, trong đó có bố và con trai. Khi con trai nói ra cái điều này thì bố tiếp nhận thông tin, đúng không? Và bố bảo nếu mà là như mày nói như vậy thì như thế nào đấy đằng sau. Đó. Thì cái cách dùng của nó là như vậy, gần như là sẽ luôn phải có một cái gì đây nhỉ? Một cái sự tiếp nhận đối với lời nói của đối phương, hoặc là cái hoàn cảnh gì đấy, hoặc là cái hoàn cảnh thực tế lúc mà trò chuyện ấy, mình nhìn thấy vậy mình bảo à nếu mà hiện trạng hiện thực là như vậy thì mình sẽ làm như nọ như kia, chứ không phải là mình chỉ đưa ra một giả định bâng quơ là nếu có tiền thì tôi sẽ như thế nọ như thế kia, đúng không nhỉ? Là những cái mình nói trong tương lai sẽ không cần có cái hoàn cảnh gì hết. Thế nhưng mà đây là cái mà cần phải có một cái hoàn cảnh cụ thể nhá. Trong văn nói thì mẫu này có một số dạng biến thể là naraba hay là undatara. Đấy, naraba hoặc là undatara cũng tương tự như cái trên, nhưng mà nó mang tính chất văn nói khẩu ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần debu về phần ví dụ này chẳng hạn nhé. Nani? Nihongo benkyou shitai? Nihongo benkyou shitai nara aen sensei ga ii yo. Đây các bạn thấy này,
Đây mặc dù lược đi cái phần nói của đứa A, thế nhưng mà các bạn hiểu rằng ấy là đứa A ấy nó đang nói là nó dự định học tiếng Nhật, nó đang muốn học tiếng Nhật đúng không nhỉ? Ví dụ nó có thể nó nói là nè, omae đúng không nhỉ? Boku wa Nihongo benkyou shitai đúng không nhỉ? Gì nhỉ? Đã đi cả y sensei shokai shite, mày có giới thiệu được cho tao cái người thầy nào dạy tốt không? Đấy. Thì khi cái đứa A nói vậy thì đứa B nó mới gì đấy, nó mới tiếp nhận cái phần phần thông tin của đứa A, nó mới bảo là gì đấy, nani nihongo benkyou shitai, cái gì mày muốn học tiếng Nhật á, nếu mà mày muốn học tiếng Nhật đấy là cái điều mà đứa A nó đã nhắc đến từ trước, và đứa B nhắc lại tiếp nhận lại và bảo là nếu mà như vậy thì như thế nào, đằng sau cho một cái gì đây nhỉ, cho một cái lời khuyên, một cái giải pháp nhá. Hay là câu số 2 này, Kino no yoru, kimi no ie ni itta kedo, kimi wa ie ni inakata. Đêm qua anh đến nhà em, thế mà lại chẳng thấy em ở nhà, đúng không? Thì sau khi nghe cái người A nói vậy, nói đến cái việc là gì đây nhỉ? Đêm đến nhà ấy, thì mới nói là Sonna koto nai yo, yoru nara itsu demo ie ni iru yo, sake o nomi sugita se de, yo Tê yêu mà chị gái tan đà rô là gì đây nhỉ? Làm gì có chuyện đó anh? Nếu là buổi tối em luôn ở nhà, chắc anh uống rượu quá đà vì say nên đã nhầm nhà rồi chăng? Đấy, thì người B được người A nói là gì đây nhỉ? Người A nói là à đêm qua đúng không? Mình đến. Vậy thì người B mới tiếp nhận cái câu chuyện là nói là đêm. Đấy đúng không? Đây các bạn thấy này, cái người A người ta đang nhắc đến là đêm qua nhá. Và người B mới làm sao đây? Người B mới nhắc lại là cái này, đúng nhỉ? Và người ta bảo là nếu mà là đêm thì tôi vẫn đang ở nhà đấy chứ, đúng không nhỉ? Lúc nào tôi chả ở nhà. Ở đây có cái ngữ pháp CD là các bạn sẽ được học ở bài các bạn đã học rồi đúng không nhỉ? Học ở bài số 5 là tại vì. Đấy, tại vì uống quá nhiều cho nên là đã bị gì ấy, bị đây là bị say, chữ Hán là chữ chữ gì nhỉ? Chữ túy đúng không? Bị say nên là nhầm nhà. Câu số 3 này. Jiken no shinso, đây cái này đọc là shinso, chữ chân với chữ tướng. Jiken no shinso shiteru so da ne, shiteru no nara oshiete, tức là nghe nói là mày biết gì đây nhỉ, mày biết chân tướng, mày biết sự thật của vụ án đúng nhỉ, của vụ việc, nếu mà mày biết ấy, thì mày chỉ cho tao. Thì có thể là đứa 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 đối phương ấy nó không nói là nó biết, thế nhưng mà mình nghe từ ai đó và mình đang chạm mặt nó trong hoàn cảnh như vậy đúng nhỉ, mình mới bảo là gì đây, à nếu mà mày biết thì mày hãy dạy tao, mày hãy chỉ tao đúng không. Câu số 4 này, kanojo koroshitai nara ore mo koroshinasai, đây là koro có nghĩa là giết, đây là hoàn cảnh thực tế nhá, đây là ore là tao. À ví dụ như là một cái đứa hung thủ đúng không, một cái đứa hung thủ ấy nó đang uy hiếp người bạn gái đúng không nhỉ, vậy trong hoàn cảnh đấy thì người bạn trai bảo là kanojo koroshitai nara, nếu mà mày muốn giết cô ấy thì mày hãy làm cả cái chuyện đằng sau là giết tao đi. Đấy, đấy là cái sắc thái nghĩa của cái như vậy. Thì các bạn nên nhớ rằng là nó sẽ luôn cần có một đoạn hội thoại, người đằng sau sẽ tiếp nhận câu chuyện, tiếp nhận cái điều người đằng trước nói, hoặc là tiếp nhận cái thông tin từ đấy nhá. Mẫu câu số 2 của chúng ta là dewa hoặc là deo ạ, có thể là thêm no trong trường hợp là deo ạ. Ví dụ các bạn quan sát một cái câu chuyện này, chẳng hạn như là đây là hai vợ chồng vừa làm đám cưới xong đúng không, và gì nhỉ, và có bạn gọi aho kun nomini ikanai là gì nhỉ, gọi aho đúng nhỉ, aho có đi uống không, xong nó mới nói rất là to, chốt tội mate okane o hikidashi ni shimatte oku kara, chờ tao tí, tao cất tiền vào ngăn kéo đã, nó nói rất là to như vậy đúng nhỉ. Và vợ mới bảo sao đây, vợ mới điên lên, mới giận lên, mới bảo là sonna ogoe de wa minna ni shirareru, đúng nhỉ, nếu mà nói to như vậy ấy, thì sao, thì tất cả mọi người sẽ biết đấy. Đấy mới lấy mới rằng cái phong bì tiền đúng nhỉ. Vậy thì chúng ta sẽ có cái ngữ pháp trong trường hợp này là gì nhỉ, đằng sau cái ogoe sẽ là cái de wa, nó mang nghĩa là nếu mà bằng cái tiếng to như vậy thì sao, thì mọi người sẽ biết là một cái điều không tốt. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào phần ngữ nghĩa và cách dùng của câu này nhé. Đó là nếu mà thì chúng ta sẽ có cách chia như sau. VT này, AI bỏ I thêm cư T, ANA bỏ NA thêm D, danh từ thêm D cộng với từ WA. Trong trường hợp khác thì có thể là để thể thông thường, thể Futsuke cộng với NO DEWA.
Đấy, nô đều ạ. A, na, đúng nhỉ, bỏ đà. Danh từ bỏ đà thêm na. Cách dùng này, diễn tả ý, nếu sự việc trước têu nó thành hiện thực thì sẽ xảy ra những kết quả không mong muốn. Đây, sự việc trước têu thành hiện thực thì xảy ra kết quả không mong muốn, đúng không? Thì ở cái tình huống trên ấy, chúng ta thấy rằng cái câu là nếu mà cứ nói to như vậy thì mọi người sẽ biết, thì mọi người mà biết hết cái chỗ để tiền rồi thì đúng là một kết quả không hề mong muốn, đúng nhỉ? Đấy, thì đằng trước là cái điều mà nếu mà thành sự thật thì đằng sau sẽ một điều wari kịch cờ, một cái điều yokunai, một điều không tốt nhá. Mẫu câu này thường diễn tả nội dung có tính tiêu cực, vì thế nếu vế sau là kết quả tốt thì không dùng. Ví dụ nói là konani isokemei benkyou shite wa N3 ni goku dekiru, tức là nếu mà cứ chăm học như này thì sẽ đỗ N3, bởi vì cái đỗ N3 là một cái điều rất là tốt, đúng không? Do vậy không dùng cái TOA trong trường hợp này nhá. Trường hợp này thì các bạn sẽ dùng gì nhỉ? Các bạn sẽ dùng tara hoặc là thẻ gì nhỉ? Thẻ thẻ điều kiện, thẻ ba. Debun, ví dụ này. Câu số 1. Koko de sawai de, xin lỗi, koko de sawai de wa ikenai. Ai? Cái này đọc là sawagu, có nghĩa là làm ồn. Thì mọi người còn nhớ ngữ pháp v tèo ạ. V tèo ạ. Ikenai. Ở trong gì nhỉ? Ở trong N5 không? Ở trong bài thể T không? Nó nghĩa là làm v thì không được, đúng không? Thực ra là cái này chính là cái ngữ pháp này của chúng ta đấy. Nó tách ra như thế này này. Đây các bạn thấy này. Nếu làm v thì ikanai, thì không được, thì không nên, thì không thành được cái gì cả, đúng không nhỉ? Do vậy đây là một cái mà ngữ pháp N3 này chính là chúng ta được học ở trong phần N5 rồi, đúng không nhỉ? Không được làm một ở đây nhá, làm một ở đây thì không có được. Một số câu khác không phải mang tính chất giống như là cái thẻ TOA đấy nữa này, không phải là cái động từ TOA ikenai nữa. Ví dụ nhi này, điều đi ngó mà dư cứ TOA kia cứ ngó kimase nhó, tức là nếu mà đồ ăn dở ấy thì khách không đến đâu. Đằng trước là gì đây, là giả định nếu mà đồ ăn nó dở thì đằng sau là kết quả không tốt, là khách sẽ không đến, nhà hàng sẽ sập, đúng không? Câu số 3 này. Okina koe de hanashite wa sakana ga nigete shimau. Đây là ví dụ mấy đứa đi câu cá với nhau, đúng không nhỉ? Có mấy đứa hăng hái thấy cá to là cái hét ầm cả lên ấy, thì có đứa mới nhắc là nếu mà cứ nói to như vậy thì cá nó sẽ chạy hết, đúng nhỉ? Chạy mất hết, không câu được đâu. Câu số 4 này. Konna ni taihen na shigoto ni jikyu niman don de wa hito ga mitsukaranai yo. Là gì nhỉ? À, nếu mà gì đây, GQ, chữ Hán là chữ thời với lại chữ gì nhỉ? Thời với lại chữ cấp. Đọc là G. À, nãy có mấy từ không phiên ra cho các bạn đọc. Các bạn cũng chưa học hết kanji N2, các bạn lại không đọc được. Rồi, ví dụ nhá. Xin sẽ phiên cho các bạn một số cái từ khó khó nhá. Ví dụ này, đây là chữ Nige này. Đây là kek là khách này. Đây là chữ Nigeru là chạy trốn, đúng không nhỉ? Chạy mất này. Rồi, đây là Taihen, đúng không? Vất vả. Thì câu này là gì nhỉ? Nếu mà là hai man đồng là bao nhiêu tiền? 20.000. Nếu mà lương giờ có 20.000 cho cái công việc vất vả như này ấy, thì đằng sau là một điều không tốt. Hito ga mitsukara nai, thì không có tìm được người đâu, đúng nhỉ? Tự đi mà làm. Đấy, thì khi mà dùng cái mẫu TOA này, DOA này, thì các bạn nhớ rằng là nếu đằng trước xảy ra thì đằng sau phải là một kết quả không tốt, nhớ nhá. Câu số 3, mẫu câu số 3 đó là sae ba. Sae và ba. Ví dụ chúng ta quan sát này. Đây là gì nhỉ? Đây là những cái thành viên trong gia đình nhá. Ha ha này, mẹ này, đây là gì đấy? Đây là so gì nhỉ? À xin lỗi, đây là chi chi là bố đúng không? Đây là gì đấy? Đây là em gái đúng không nhỉ? À, imoto này, đây là peto ấy. Đây là so phụ là ông, so bồ là bà, tất cả đều, à xin lỗi, không phải tất cả mà là bố rồi thì em gái, thú cưng, ông bà đều x đều không cho đi du học. Thế nhưng mẹ ô đúng không? Mẹ đồng ý đúng nhỉ? Mẹ đồng ý cái là sao? Oka san sai i to ie ba nihon e ryu ryugaku dekiru. Oka san sai i to ie ba nihon e ryugaku dekiru, tức là chỉ cần mẹ nói là được thì có thể đi du học Nhật Bản được, tức là những người khác là không quan trọng, đúng nhỉ? Không có cái giá trị quyết định, chỉ cần mẹ ok là mọi thứ ok nhá. Tsumari tức là nếu mà gì nhờ, bố này đúng không, em rồi thì
chó rồi thì ông bà nói ok nhưng mà mẹ không gì nhỉ, mẹ không cho thì sẽ là oka sang ga dame da to ieba ryu ga kudeki nai. À, nếu mà mẹ nói không được ấy, thì không đi được. Thế nhưng mà các bạn quan sát này, câu trên là oka sang sai i to ieba nihon e ryu ga kudeki là chỉ cần mẹ nói được là đi được. Thế sao tại sao câu dưới lại không ghi là chỉ cần mẹ nói không được thì không đi được, đúng không? Đấy, thì người trong trường hợp là câu sai ấy, thì thông thường ấy đằng sau nó sẽ thường là cái gì nhỉ? Đằng sau nó sẽ là cái điều tốt, điều người ta mong muốn. Đấy. Ví dụ đây là Nihon ấy, điều ngang cự đề ký được là đi được du học, chứ không phải là cái người ta mong muốn là chỉ cần cái điều đằng trước mà điều đằng sau là không tốt, do vậy sẽ ít khi dùng cái dạng thức như vậy. Tí ở phần giải thích chúng ta sẽ đi vào sau. Về phần ý nghĩa này, à cái này bị sai rồi các bạn nhé, không phải là vừa phải, cái này ở trong bài số 4 chưa có sửa lại. Cái này nghĩa là chỉ cần các bạn à, chỉ cần này, ý nghĩa của mỗi câu này là chỉ cần, cách chia này, danh từ cộng với sae động từ chia thể ba, tính từ đuôi y sẽ bỏ y thêm kere ba, danh tính từ đuôi na sẽ bỏ na cộng với nara và danh từ sẽ là nara. Đấy, danh từ sẽ là sae, động từ sẽ là ve ba, ai sẽ là kere ba, ana sẽ là nara, danh từ sẽ là nara. Hoặc là có dạng chia khác, đây là gì đây nhỉ, đây là ve mas, các bạn sẽ bỏ mas cộng với sae sure ba. Đấy, cũng tương tự như vậy. Chẳng hạn, lấy ví dụ cho các bạn một câu nhé. Chẳng hạn như là tiền, đúng không nhỉ? Câu gốc, câu của chúng ta là bình thường chúng ta sẽ nói là nếu có tiền, đúng không? Okane ga atara. Nếu có tiền đấy, đúng không? Thì sao? Thì sẽ vui chẳng hạn. Ureshi kunaru sẽ trở nên vui. Đây, okane ga, đang tìm cái cách để sửa lại cái chữ này mà không thấy nó chỗ nào. Ở đây thấy rồi. Sửa lại cái phông một chút cho nó đẹp hơn. Mình thích phông Gothic hơn là phông Mincho. Sao nó không ra nhỉ? MS Gothic. Đây MS Mincho nhưng không thể có MS Gothic đâu. Tìm lại một chút này. Không có. Thôi dùng MSP Gothic vậy. Đây, nếu có tiền thì sẽ vui. Vậy bây giờ chúng ta nhấn mạnh cái sắc thái quan trọng của tiền ấy, đấy là chỉ cần có tiền sẽ vui, đúng không? Vậy thì các bạn thấy này, okane là danh từ, vậy thì các bạn có thể chia dưới dạng là okane sae, đúng nhỉ? Động từ là aru sẽ chia là areba. Đấy, okane sae areba là nếu có, chỉ cần có tiền rồi, chỉ cần có tiền ấy sẽ là gì nhỉ? Ureshiku naru. Đây là cách chia đầu tiên nhá. Cách chia thứ hai, các bạn cứ chia bình thường là okane ga, đúng nhỉ? Okane ga. Xong động từ arimasu các bạn chia thành arimasu bỏ mas, arisae sureba. Đấy. Ureshiku naru. Được chưa? Okane ga arisae sureba ureshiku naru. Thế nhưng mà thực tế những cái nào mà có xuất hiện danh từ người ta sẽ dùng cái hình thức là chia sae đằng sau nó và động từ đằng sau chia thể ba, chứ ít khi người ta dùng là okane ga arisae sureba như này. Cái sae sureba ấy người ta sẽ thường dùng khi mà đằng trước không có danh từ để nắm để mà chèn vào, chèn sae vào. Ví dụ chỉ cần nói, đúng không nhỉ, thì tao sẽ giúp, đúng không? Đấy, ví dụ nói là chỉ cần nói tao sẽ giúp. Đây ví dụ nói là iimasu, đúng không nhỉ? Vậy thì chả thấy có cái danh từ nào mà chèn sae vào, thì đương nhiên trong trường này bắt buộc phải dùng cái dạng iisae sureba, đúng không nhỉ? Boku wa tetsudaimasu. Đấy, các bạn lưu ý nhá.
Tiếp theo này chúng ta có cách dùng. Mẫu câu này nó diễn tả ý là chỉ cần một điều gì đó thôi là đủ. Chỉ cần một điều gì đó thôi là đủ. Ngoài ra những cái khác là không cần thiết. Những cái khác là không cần thiết. Không quan trọng. Nếu điều phía trước được thỏa mãn. Ví dụ quay lại với lại cái hình Debian, chỉ cần mẹ ok là được, đúng nhỉ? Còn những cái yếu tố khác như thế này thì sao? Không cần quan tâm đến, đúng không? Không phải là quan trọng nữa. Tất nhiên đây là chỉ là ví dụ vui thôi, chứ không thể trong gia đình mà chỉ một người có thể quyết định được như vậy, đúng không? Nhá. Thứ hai này, thường vế sau là điều tốt, thể hiện sự việc mang tính tích cực. Thường thôi, không phải là lúc nào cũng vậy nhá, nhưng mà đa số là các câu dùng với sai bờ như này ấy, mình từ khi mình học tiếng Nhật đến giờ ấy, thì gần như đến 99% là dùng với điều tốt và thể hiện cái việc tích cực. Chẳng hạn chúng ta sẽ nói này, お金さえあれば新しい服が買える。Có nghĩa là chỉ cần có tiền có thể mua được quần áo mới, chứ chúng ta không nói là お金さえなければ新しい服が買えない。Chỉ cần không có tiền là không thể mua được quần áo mới, không ai nói như vậy hết, đúng nhỉ? Nó sẽ rất là okashi, mặc dù tiếng Việt thì có thể là đúng đấy, đúng không? Hay là chỉ cần gì đấy, chỉ cần khó khăn thì tôi sẽ đi ăn trộm, không ai nói như vậy. Tiếp theo phần rebu. Kimi sae itsumo soba ni ireba boku wa shiawase. Đây, kimi này, kimi là em. Đây là gì nhỉ? Đây là soba. Bình thường thì cái chữ đấy nó hay đọc là gawa ấy, thế nhưng mà có trường hợp nó vẫn đọc là soba, nghĩa là bên cạnh. Đây là gì đây? Đây là boku, là anh, là tôi, đúng không nhỉ? Xưng hô của nam giới. Và đây là gì nhỉ? Shiawase. À, chỉ cần em luôn luôn itsumo, chỉ cần em luôn luôn ở bên cạnh anh ấy thì boku wa shiawase, thì anh sẽ rất là hạnh phúc, đúng không? Hitokoto, xin lỗi. Hitokoto gomenasai to iisaesureba kanojo wa yurushite kureru daro. À, chỉ cần nói một câu, đúng nhỉ? Hitokoto chữ nhất chữ ngôn là một câu nhé. Chỉ cần nói một câu là gomenasai, là anh xin lỗi, thì kanojo wa yurushite kureru daro, thì gì đây nhỉ, thì chắc là cô ấy sẽ gì đấy, cô ấy sẽ tha thứ cho. Ví dụ đây là lời khuyên của người bạn dành cho cái đứa mà bị bạn gái giận dỗi nhỉ. Đấy, chứ người ta không nói là chỉ cần mày im lặng thì cô ấy sẽ không tha thứ nhá, điều không tốt người ta không có nói cái kiểu đấy. Tiếp theo câu số 3 này, suki na shigoto sae dekireba tsukare o wasureru. Đây là tsukare, có nghĩa là mệt mỏi. Đây là wasureru, nghĩa là quên. Chỉ cần dekire mà viết chia từ thể dekiru sang, nghĩa là có thể, chỉ cần có thể làm cái công việc mà tôi yêu thích ấy, chỉ cần được làm công việc mà tôi yêu thích thì tôi sẽ quên hết mọi tsukare, mọi mệt mỏi, đúng không? Kono byouki wa kusuri sae nomeba naorimasu. À, cái bệnh này thì chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi, đúng nhỉ? Đề cao cái tính quan trọng của thuốc nhé, những cái khác là không quan trọng. Câu số 5 này, keshin sae areba nan demo dekiru. Đây là cái câu mà mình luôn luôn dặn bản thân mình, đúng không? Keshin là chữ quyết và chữ tâm. Keshin sae areba nan demo dekiru, tức là chỉ cần có quyết tâm ấy thì thứ gì cũng có thể làm được. Đấy, chưa thấy ai quyết tâm chăm chỉ đúng phương pháp mà lại nghèo mà lại dốt cả, đúng không? Chúng ta chỉ cần có được một phương pháp đúng và một cái sự quyết tâm, chúng ta cứ theo đuổi đến cùng ấy, thì ai cũng sẽ giàu, ai cũng sẽ giỏi nhá. Tiếp theo, chúng ta sang mẫu câu số 4. Tatoe temo, tatoe demo. Ví dụ này. Đây là một gì đây nhỉ? Đây là một người bạn. Hôm trước chúng ta học cái bài Toyori đúng không nhỉ? Cũng hình dung bức tranh này. Ví dụ tatoe sekatsu ga taihen demo keshite omae o uranai o aibo, là gì đây? À, dù cuộc sống, đúng không nhỉ? Sekatsu là cuộc sống này. Taihen là gì? Vất vả. Dù cuộc sống có vất vả đi chăng nữa ấy, thì keshite, quyết không. Omae o uranai, thì tao cũng sẽ không bán mày đâu. Aibo là gì nhỉ? À, người chiến hữu của tao, đúng không? Đấy, đây là bán chó đấy, không, quyết không bán, đúng nhỉ? Quyết không bán cậu vàng.
Thì đằng trước nó mang nghĩa là giả sử có xảy ra cái tình huống thực tế là gì nhỉ? Là cuộc sống nó khó khăn đấy, đúng không? Thì đằng sau là một điều không thay đổi. Đấy, vẫn luôn luôn là như vậy, không luôn luôn là không bán cái người bạn này, hoặc là câu, hoặc là đây nhá, các bạn nhìn nhá. Hai người chia tay này, đúng nhỉ? Trông rất là bình thản, trông rất là heki đúng không? Heki nakao shiteru, đang có một khuôn mặt bình thản này, còn đây là đang khóc khóc mếu mếu đúng nhỉ? Và nói là gì nhỉ? Tatoe furare demo daijoubu, tức là dù có bị đá đi chăng nữa, đúng nhỉ? Đây là chữ phư. Bình thường ấy, từ furu này mang nghĩa là rắc vẫy, nhiều nghĩa, và có một nghĩa là đá, đá người yêu. Thì đây là thể bị động là bị đá, dù có bị đá đi chăng nữa ấy, thì daijoubu thì vẫn không 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 sao, vẫn ổn. Nó có nghĩa là nó giả sử là nếu mà mình bị đá ấy, thì điều đằng sau vẫn là không thay đổi, vẫn là bình thường. Còn bạn này thì tatoe wakare demo, đúng nhỉ? Akira kun no koto zutto omoi das, cho dù có chia tay ấy, thế nhưng mà mình sẽ nhớ mãi về anh Akira, đúng không? Cái chữ Minh này thường đọc là Akira nhá. Đấy. Thế nhưng sự thực này, đây, 3 tháng sau đúng nhỉ? Sang ka getsu go thì bạn này có bị ổn không? Không ổn đúng nhỉ? Bạn này thì sao? Đã có người yêu mới. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào phần gì nhỉ? Cái đây chỉ là vui thôi nhá, nó không liên quan đến cái phần phía trên đâu, cái phần phía trên nó chỉ đến đây thôi. Còn đây chỉ là sự thật. Có phải sự thật không thì các bạn tự chiêm nghiệm nhá. Đây là chỉ là tranh vui thôi. Về phần ý nghĩa, nghĩa là cho dù có, giả sử có. Về phần kết cấu này, tatoe cộng với vtmo, ai bỏ y thêm cư tmo, ana bỏ na thêm demo, và danh từ sẽ là demo. Nó mang nghĩa là gì nhỉ? Nó mang nghĩa là cho dù, đúng không? Giả sử có này. Về cách dùng này, mẫu này nhấn mạnh ý nghĩa ấy. Trong trường hợp giả định phía trước có xảy ra thực tế đi chăng nữa. Đây. Nó sẽ nhấn mạnh cái ý nghĩa này. Trong trường hợp giả định xảy ra thì kết quả phía sau vẫn không thay đổi. Đấy, đấy là cái nét nghĩa mà mỗi câu này nó thể hiện nhá. Trong trường hợp giả định phía trước có xảy ra thực tế đi chăng nữa ấy, thì kết quả phía sau vẫn không thay đổi. Và để nhấn mạnh sắc thái, thông thường có thể dùng từ tatoe donani thêm từ donani đằng sau. Có nghĩa là cho dù có bao nhiêu đi chăng nữa, đúng không? Đấy. Về phần demo ví dụ này. Tatoe taihen demo saigo made ganbaru, là cho dù gì đấy, cho dù có vất vả ấy, cho dù cái điều vất vả này nó xảy ra thực tế đi chăng nữa thì đằng sau vẫn không thay đổi, đúng nhỉ? Tức là tôi vẫn sẽ làm sao đấy, tôi vẫn sẽ cố gắng ấy, đến cùng, đúng nhỉ? Saigo made ganbaru. Tatoe donani ryoushin ni hantai saretemo kimi to kekkon shitai. Ryoushin, đây là hăn tay. Kimi đúng không? Cái com. Rồi. Giả sử cái điều sự thật xảy ra đấy là cho dù có bị bố mẹ phản đối đi bao nhiêu đi chăng nữa ấy, thì thực tế đúng nhỉ? Kết quả đằng sau vẫn không thay đổi là anh vẫn muốn gì đấy, anh vẫn muốn kết hôn với em đúng nhỉ? Tatoe ryori ga oishikutemo気分が悪い時に全然食べたくない。Giả sử là món ăn có ngon đi chăng nữa, đúng không? Có ngon như thế nào đi chăng nữa. Thế nhưng mà気分が悪い時に, thế nhưng mà khi người không khỏe ấy, thì sẽ全然食べたくない, sẽ hoàn toàn không muốn ăn. たとえ給料が高くても人を騙すような仕事はしたくない。Đây là cái chữ給料có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là lương. Đây là gì đây? Đây là damas, có nghĩa là lừa đảo đúng không nhỉ? Cho dù lương có cao đi chăng nữa, thế nhưng mà tôi không muốn làm cái công việc, cái mà gì đây nhỉ? Cái mà lừa đảo người khác, lừa gạt người khác nhá. Đấy, giả sử thực tế là lương cao, thế nhưng mà điều đằng sau vẫn là luôn luôn không đổi là như thế. Câu số 5 này. Tatoe genki janakutemo kazoku e no tegami ni wa genki da to kakimasu. Cho dù tôi không khỏe thì trong bức thư viết cho gia đình tôi vẫn viết là khỏe.
Vậy thì chúng ta sẽ nhớ lại là ở trong phần đầu năm các bạn được học một mẫu câu, đấy là mẫu câu Temo đúng không nhỉ? Đấy là mẫu câu Temo. Chẳng hạn nhé. Ame ga futtemo. Đúng nhỉ? Ame ga futtemo. Ngakkoe iku. Tức là sao nhỉ? Tức là dù trời mưa thì tôi vẫn đi đến trường đúng không? Nếu mà viết như thế này thì nó diễn tả cái gì nhỉ? Cái điều đấy là theo cái quan niệm thông thường là mưa sẽ ở nhà, thế nhưng mà điều đằng sau lại trái lại cái điều đằng trước. Đấy là cái mà chúng ta được học ở ở phần N5. Bây giờ giả sử chúng ta sẽ là tatoe chẳng hạn. Tatoe ame ga futtemo. Gakoe đúng không? Gakoe iku. Thì nó khác gì so với lại cái câu trên? Thì nếu như câu trên chỉ đơn thuần nói là đây cái việc đằng sau là đi đến trường ấy, là một cái ngược so với cái suy nghĩ thông thường kết luận đưa ra từ cái việc mà mưa rơi, thì cái câu này nghĩa là giả sử cái việc mưa rơi có xảy ra đi chăng nữa đúng không nhỉ, thì cái đằng sau nó vẫn không thay đổi, đấy, nó vẫn là như thế này, cho dù có mưa có rơi đi thì mình vẫn đi đến trường nhé. Thực ra dịch nghĩa thì nó giống nhau thôi, nhưng mà gì sao, nhưng mà sao đấy, nhưng mà cái cách dùng cái nét nghĩa của nó khác nhau. Cái câu này các bạn có thể thêm cái chữ ikura vào đằng trước. Ikura đúng nhỉ? Cho dù mưa có rơi như thế nào ấy thì tôi vẫn đi học đúng không? Thế nhưng mà các bạn lưu ý này, giả sử ấy mà trong quá khứ này các bạn có thể nói là ikura ame ga futtemo kino ngakkoe ita. Có nghĩa là cho dù mưa có rơi như nào chăng nữa thì hôm qua ấy tôi vẫn đi đến trường. Đây là một cái sự thật đã xảy ra rồi, các bạn vẫn dùng temo được. Thế nhưng mà trong trường này các bạn không được dùng cái dạng tatoe nhá. Bởi vì tatoe là giả định. Đấy, do vậy các bạn sẽ không được nói như thế này. Như vậy là nhiều trường hợp là tatoe và ikura thay được cho nhau, thế nhưng mà trong trường hợp là câu quá khứ, câu nói về sự việc đã xảy ra rồi ấy, thì các bạn không có được dùng. Được chưa? X ở đây không được này. Cái đây là ô là được nói như vậy này. Đấy, cái này được nói như vậy đúng không? Đây cũng được nói như thế. Rồi chúng ta sang mẫu câu cuối cùng ngày hôm nay. Đây là mẫu gì nhỉ? Ba, Tara và Nara. Đúng không nhỉ? À đây là ai đây? Có giống Jinse không? Nhìn trung tâm vắng tanh đúng không nhỉ? Chả có ai. Mạng nhện răng đầy. Thì mình ước là Moshimo Hansamu ni natara. Nếu mà mình đẹp trai hơn tí nữa đúng không nhỉ? Thì Oku no atarashii shisha ga hiraketa no ni. Thì mình đã có thể gì nhỉ? Mở rất là nhiều chi nhánh ở khắp các nơi đúng không nhỉ? Bên Nhật rồi thì bên trong Nam rồi thì bên Lào, bên Campuchia đấy. Giả sử như thế này thì được mở rất là nhiều rồi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có một cái câu, đây là một câu ước đúng nhỉ? Một câu ước. Moshimo hansamu ni natara. Oku no atarashii shiten ga hiraketa no ni. Thì sự thật ấy là mình sẽ không, mình quá khứ mình đã không thể đẹp trai được. Và gì đấy mà mình cũng đã không thể gì đây nhỉ? Mình không thể mở được nhiều chi nhánh đúng không? Mình lội ngược lại dòng quá khứ và mình giả định là giá như mình thay đổi cái quá khứ đấy đi là như vậy thì mình sẽ kết quả như thế nào. Đấy, đây là cái mẫu câu này của chúng ta nhé, tí chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết. Cái này lại chưa thay rồi, lại thay cho bù lại lại dùng cái kawarini rồi. Nghĩa là gì nhỉ? Nếu mà nghĩa là nếu mà này. Cách cấu thành động từ sẽ chia thể ba, kere ba đối với tính từ đuôi i, danh từ là nara hoặc là tính từ đuôi na cũng bỏ na thêm nara. Nếu là thể phủ định sẽ là v cộng na kere ba, ai bỏ i cộng ku na kere ba, tính từ đuôi na sẽ là de na kere ba, danh từ sẽ là de na kere ba. Có thể chia dạng khác, đây là thể quá khứ chia thể ta đúng nhỉ? Đấy,
thể quá khứ cộng với chữ ra nhá. Thực ra nó chính là chia thể bào và thể thể gì nhỉ? Thể bào và thể thể điều kiện thôi. Và thể ta ra thôi. Cách sử dụng này. Mẫu câu này được dùng như câu điều kiện loại 3 ở trong tiếng Anh. Dùng như câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh. Đó là gì? Người nói giả định một tình huống đã xảy ra trong quá khứ. Giả định một tình huống đã xảy ra trong quá khứ. Và nếu tình huống đó xảy ra thì sẽ như thế này, như thế kia. Một cái điều đã qua rồi nhưng mà sau đấy mình quay ngược trở lại quá khứ và mình giả sử là à nếu mà nó như thế thì kết quả nó sẽ như thế nào đúng không nhỉ? Và sao? Cả vế giả định và kết quả đều trái với thực tại. Đấy. Chẳng hạn ví dụ nhá, các bạn sẽ đọc ví dụ, các bạn sẽ hình dung rõ nhất về mẫu câu này. Ví dụ này. Moshi Amerika đại thống lĩnh no Ojo san to kết hôn したら今の僕はビリオネアになったんだろう。Đây, chúng ta sẽ phiên cho các bạn những cái từ khó ở đây nhé. Ví dụ đây là từ đại tô điều, chữ đại, chữ thống, chữ lĩnh có nghĩa là gì nhỉ? Tổng thống này. Đấy. Đây là gì nhỉ? Đây là Jo. Chữ nương có nghĩa là con gái. Đây là kết hôn, kết hôn. Đây là bố cử. Câu này dịch nghĩa tiếng Việt là nếu tôi mà lấy con gái tổng thống Mỹ ấy, thì chắc bây giờ tôi đã thành gì nhỉ? Tôi đã thành billionaire có nghĩa là tỷ phú, từ phiên âm từ tiếng Anh sang nhé. Câu này là nếu nếu mà tôi lấy con gái tổng thống Mỹ thì chắc bây giờ tôi đã giàu sụ rồi. Thì giả sử là gì đây? Trong quá khứ đúng không nhỉ? Người này đã có cơ hội lấy con gái của gì đây nhỉ? Lấy con gái của tổng thống Mỹ, thế nhưng người này lại không thích, người này lại thích lấy gì nhỉ? Chippy Happy Pola chẳng hạn. Đấy. Và người này bây giờ ở hiện tại ấy, đang quay lại quá khứ, nhìn lại quá khứ để tiếc nuối đúng không nhỉ? Để giả định là à nếu mà mình ở trong cái thời điểm quá khứ đấy, mình lấy gì đấy, mình lấy cái người này ấy, thì sao? Thì bây giờ mình đã trở thành tỷ phú. Đấy là giả định nhá. Còn thực tế này thì người này đã không lấy và bây giờ đang không trở thành tỷ phú, đúng không? Câu số 2. ちゃんと勉強すれば今はこんなに後悔しないのだが。Tức là nếu mà học hành cẩn thận ấy thì bây giờ đã không phải hối hận như thế này. Ví dụ như là gì nhỉ? Ví dụ như là cứ chơi đúng không nhỉ? Ngày học sương sương 10 phút thôi. Đấy, xong là đến lúc thi trượt, tôi bắt đầu tiếc nuối nọ kia, ngẫm lại bảo là giá như cái lúc đấy mình học thì mình đã không phải hối hận như bây giờ. Thực tế thì lúc đấy mình không học và bây giờ mình đang rất hối hận nhá. Đấy, quay lại quá khứ để giá mà nếu mà ân hận muộn màng thì cũng đã không có ý nghĩa gì hết đúng nhỉ? Do vậy chúng ta cứ phải cố gắng ngay từ bây giờ. Câu số 3 này. もっとハンサムになったら、芸能界là chữ nghệ, chữ năng và chữ giới, に入れただろう。Nếu mà trở nên đẹp trai hơn ấy thì tôi đã có thể bước vào giới showbiz rồi, đúng nhỉ? Đây là chữ nghệ, chữ năng, chữ nghệ và chữ thuật, xin lỗi. Gejutsu, đúng nhỉ? Giới nghệ thuật, đúng không? À nếu mà đẹp trai hơn ý, thì tôi đã có thể vào giới showbiz rồi. Thì thực tế là mình gì nhỉ, mình không đẹp trai được và bây giờ mình đã không vào showbiz, nhưng mà với công nghệ kỹ thuật hiện đại thì điều này có thể xảy ra được đúng không? Do vậy là chúng ta có thể sửa cái câu này thành gì nhỉ, thành câu giả định có thể xảy ra. Ví dụ như mốt tội Hansamuni Natara đúng không? À, gì nhỉ? Gezutsukai ni haireru. Cái lúc đấy mình sẽ không chia cái nền thể tờ nữa bởi vì là quá khứ mình giả định như thế, bây giờ sẽ là thể tự nhá. Có khả năng xảy ra cái điều đó. Đấy, nếu mà tôi đẹp trai hơn ấy, trong tương lai tôi đẹp trai hơn thì tôi sẽ có thể vào được giới showbiz. Đấy là những cái nội dung của bài hôm nay. Thì mặc dù là các ngữ pháp nó đều mang tính chất là nếu, thế nhưng mà cái cách sử dụng nó khá là rõ ràng và khác nhau. Do vậy các bạn xem kỹ video và làm các bài tập ở trong giáo trình, dịch các câu ở trong sách giáo khoa để gì nhỉ? Để nhớ lại cách sử dụng của từng mẫu câu này nhá. Đặc biệt là về phân biệt
Tara, Ba và Tố để hôm sau chúng ta sẽ nghe phần giải thích nhé. Chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video sau.